Tập 27. Diệt khẩu. Trấn Hồ Sơn. Lão đại, cô nhẹ tay một chút. Phi miêu. Phải, lão đại, tôi cuối cùng cũng tìm được cô rồi. Qua bên này nói chuyện. Phi miêu, sao cô ở đây? Tiểu đệ mấy năm nay gặp sao bạch hổ, năm hạng xui xẻo thế nào? Từ sau lần trước chia tay với cô, tôi cũng không làm ăn được gì mấy. Sau đó bị bạn của một tên cục trưởng cảnh sát bán đứng, bị ở tù. Nếu không phải máy bay của người Nhật Bản thả bom, tôi thừa cơ bỏ chạy thì bây giờ đã chết trong tù rồi. E là cũng không gặp được cô nữa. Sao cô biết tôi ở Hồ Sơn? Tôi nghe nói Hồ Sơn vừa biến thành địa bàn của Tân Tứ Quân, dạo này hơi hỗn loạn, nên muốn tới thừa cơ phát tài. Ai mà biết sau khi tới dò la thì trong trấn ngoài trấn đều giới nghiêm. Thì ra là đang bắt một sát thủ giang hồ. Lão đại, tôi nghĩ chắc chắn là cô. Thế nên tôi đã tìm được cô. Bọn họ bắt tôi cậu vui mừng gì chứ? Cô nói kìa, tìm được cô không phải như tìm được tổ chức của mình sao? Có ăn có uống được hưởng phước, tiểu đệ không cần phải lo lắng nữa rồi, đúng không? Cậu tưởng mua bảo hiểm à? Tôi nói cậu biết, dù có mua bảo hiểm thì cũng là gạt người. Lão đại, người ta nói không có lời thì không dậy sớm, không có làm ăn lớn thì cô tới Hồ Sơn làm gì chứ? Tới Hồ Sơn làm gì? Liên quan gì tới cậu? Tôi còn nghe nói cộng sản đã bắt nhốt một phạm nhân, có người trăm phương ngàn kế muốn giết hắn. Tôi nghĩ lợi nhuận mối làm ăn này khả quan lắm phải không? Rốt cuộc cậu muốn làm gì? Quy tắc trong ngành, săn bắn trong núi, ai thấy cũng có phần. Cậu dám thách thức tôi? Không dám. Tiểu đệ bây giờ đã cùng đường bí lối, không xu dính túi. Tối nay ăn gì cũng không biết. Ép quá thì tôi chỉ có thể mạo hiểm thôi. Không phải là muốn tiền sao? Dễ bàn. Tôi bây giờ cũng đơn thương độc mã, đang thiếu một trợ thủ. Vậy tiểu đệ làm vai phụ cho cô. Tới đây, chuyện này phải tuyệt đối bảo mật đó. Cô nói đi. Bà già chết tiệt. Tiểu đệ đi theo cô nhiều năm, biết nụ cười của cô có dấu dao, nhưng tôi còn khôn hơn khỉ. Phi miêu, đừng trách tôi vô tình vô nghĩa. Cậu không được làm hỏng chuyện lớn của tôi. Lão đại, tôi đánh không lại cô, nhưng tôi chạy nhanh hơn cô. Nếu không, sao tôi tên Phi miêu chứ? Hôm nay cậu tới số rồi. Lão đại, nếu cô bất nhân thì đừng trách tiểu đệ bất nghĩa.
Lão đại, cô nhất định đuổi cùng giết tận phải không? Con người cậu tôi còn không hiểu sao? Nếu tôi tha cho cậu, còn không biết cậu sẽ gây ra tới chuyện gì nữa. Phòng khám Tây Y họ An. Chị Dương, uống nước đi. Chị Dương, chị đừng đau lòng nữa. Em nói nhỏ chị nghe nha. Nói nhỏ gì vậy? Thầy Dương đi rồi. Chị tính làm sao? Tính làm sao cái gì? Kết hôn lập gia đình đó. Chị chắc không ở quá cả đời vì thầy Dương đó chứ? Tiểu Mẫn, không được nói bậy. Chị Dương, hay là em nhường ba em cho chị có được không? Em giống dĩ là em nghĩ vài năm nữa em lớn em sẽ gả cho ba em. Nhưng chị Dương làm sao đây? Em nghĩ tới nghĩ lui, không thể để chị vừa chảy máu vừa rơi lệ được. Em đành chịu đau từ bỏ vậy. Tiểu Mẫn, không được nói bậy. Em không có nói bậy. Thật ra chị rất xứng đôi với ba em. Em mà còn nói bậy là chị không nói chuyện với em nữa đâu. Chị Dương, mặt chị đỏ rồi. Ai đỏ mặt vậy? Trưởng phòng thẩm, sao anh lại tới đây nữa? Tôi tới hỏi thử cô, cây kim này có gì kỳ lạ? Tôi không biết gì về mai giá cả. Cây kim này lớn hơn kim mai đồ bình thường rất nhiều, giống như là đặc chế. Anh lấy đâu ra vậy? Đồ lông để lại. Cho em coi thử, con đừng động vào. Kim có thể có độc. Một kim chí mạng đó. Sao hắn lại lấy kim làm vũ khí chứ? Đây chính là điểm tôi nghi ngờ. Theo lẽ thường, người thế nào sẽ dùng kim chứ? Phụ nữ. Đúng vậy. Lẽ nào đồ lông là phụ nữ? Vì thế chúng ta toàn lực truy bắt đàn ông bên ngoài tới mới không có thu hoạch gì. Đúng rồi, lúc nãy hai người nói ai đỏ mặt? Tại sao vậy? Là chị Dương đỏ mặt. Lúc nãy con nói. Không có gì. Được, không cần nói nữa. Con mà nói nữa thì ba cũng đỏ mặt đó. Không được nói bậy. Nhà trọ độc nhất. Bà già đồ lông muốn giết tôi diệt khẩu. Tôi cho bà chim bay trứng bể, chết khó coi. Đứng yên. Cẩn thận tôi lấy mạng ông. Hảo hán tha mạng. Tiệm tôi lợi ích. Thời thế loạn lạc, không kiếm được mấy đồng cả. Ở trong ngăn kéo hết đó. Ai cần tiền của ông chứ? Gọi bưu điện, nói máy cho tôi tới phòng an ninh hồ sơ. Tôi có chuyện muốn nói với họ. Hảo hán, anh đây là... Đừng nói nhiều, làm mau. Đứng yên, nghe không? Đứng đó cho tôi, coi chừng tôi giết ông ta. Gọi, nhanh lên. Alo, alo. Bưu điện, phiền nói máy cho tôi tới phòng an ninh hồ sơ. Đợi chút nha. Alo,
Alo, có người báo án với phòng an ninh. Đồng chí trực tiếp đã chuyển tới đây. Alo, tôi là trưởng phòng an ninh Thẩm Anh Kiệt. Anh nói đi. Nghe nói các người đang truy bắt Đồ Long. Các người tới cả hắn trông như thế nào cũng không biết, bao nhiêu tuổi cũng không biết, thì bắt kiểu gì chứ? Anh biết Đồ Long à? Anh là ai? Tôi là ai không quan trọng. Tôi đâu chỉ biết Đồ Long, dù hắn có biến thành tro tôi cũng biết. Vậy tôi làm sao để tin được anh đây? Tôi không thể nói với anh quá nhiều. Ám khí hắn thường dùng là kim độc, trên kim có tẩm mã tiện tử. Anh có thể giúp tôi bắt Đồ Long à? Vậy anh cho tôi biết Đồ Long đang trốn ở đâu. Trưởng phòng Thẩm, anh là người sáng suốt. Tôi tiết lộ cho anh tin tức quan trọng như vậy, anh xem đáng giá bao nhiêu tiền. Anh muốn bao nhiêu tiền? 2.000 đồng bạc. 2.000 đồng bạc. Tân tứ quân chúng tôi lấy mạng ra để đánh giặc. 2.000 đồng bạc nuôi được bao nhiêu là chiến sĩ, mua được bao nhiêu đạn dược chứ? Anh đừng có sư tử há mồm rộng. Tôi biết tân tứ quân các người rất nghèo. Nếu đổi lại là quốc dân đại thì không chỉ giá này đâu. Anh biết đủ đi. Thế này thôi, tôi giảm giá cho anh 1.500 đồng bạc, không được thiếu một xu. Vậy cũng quá nhiều. Với lại trong một lúc tôi đi đâu gom nhiều tiền như vậy cho anh chứ? Họ Thẩm kia, đừng có nói nhiều. Mặc kệ anh dùng cách gì, không thấy được tiền thì anh đừng hòng bắt được Đồ Long. Anh đây, chúng ta gặp mặt nói chuyện có được không vậy? Anh tới chỗ tôi hoặc là tôi đi tìm anh. Anh bớt giở trò cho tôi đi, tôi không mắc bẫy đâu. Các người bàn bạc đi, nửa tiếng nữa tôi gọi lại cho các người. Mối làm ăn này có làm hay không thì đó là cơ hội cuối cùng. Có nghe thấy chưa? Chuyện này không liên quan tới ông. Ai dám nhiều chuyện với tôi, chen vào chuyện này, coi chừng tôi một dao lấy mạng các người. Nghe hiểu chưa? Dân dân dân. Không dám, không dám. Lão Thái, chúng ta tới bưu điện điều tra cuộc gọi từ đâu tới. Tham mưu lý, tập hợp đội ngũ, đợi tin tức của chúng tôi. Được. Được. Bưu điện trấn Hồ Sơn. Cuộc gọi tới phòng an ninh Hồ Sơn lúc nãy gọi từ đâu tới vậy? Ông hung dữ làm cái gì chứ? Bà thái độ gì vậy? Sao đây? Ông còn muốn bắt tôi à? Tôi... Lão Thái, nói chuyện với đồng chí nữ khách sáo một chút. Đồng chí, chúng tôi có công vụ khẩn, làm phiền cô. Chúng tôi phải bảo mật khách hàng, tra lịch sử cuộc gọi thì phải tìm lãnh đạo chúng tôi phê chuẩn. Giúp đỡ đi mà. Tôi là trưởng phòng an ninh Thẩm Anh Kiệt. Sau này nếu cô có việc gì cứ việc kêu một tiếng. Cậu tới nhà trò độc nhất tìm thử đi. Cảm ơn nha. Không có gì. Nhà trò độc nhất. Đi. Đi. Người gọi điện hắn chạy rồi. Trông như thế nào? Khoảng chừng hơn 30 tuổi. Ốm, nhỏ con, bịt mặt, cầm dao, muốn giết người đó. Trước đây có gặp qua hắn không? Không có. Chắc chắn là không có. Chắc chắn là người dùng khác. Hắn chạy về hướng nào? Bên này. Bên kia. Ông chủ, mắt ông bị loạn thị à? Một người cùng lúc chạy về hai phía, rốt cuộc là bên nào? Tôi bị dọa sợ quá, không thấy rõ. Vậy anh có thấy không? Lúc đó tôi cũng sợ quá, không thấy rõ. Thế này, Lão Thái, trên đó nửa tiếng nữa phải nghe chúng ta trả lời. Để hai người mai phục ở đây, hắn mà lộ mặt ra là bắt ngay. Đã hiểu. Còn nữa, những nơi có điện thoại ở trấn Hồ Sơn không nhiều. Chúng ta chia nhau ra, tất cả những nơi có máy điện thoại đều phải có người mai phục. Tên đó muốn gọi cho chúng ta thì cũng phải có máy điện thoại chứ. Đi đi. Được. Được. Đi. Số người dùng điện thoại ở trấn Hồ Sơn không nhiều. Thẩm Anh Kiệt rất nhanh đã điều tra xong và để lại chiến sĩ mai phục chờ đợi.
Chỉ cần Phi Miêu xuất hiện, gọi điện lần nữa thì chắc chắn sẽ bị bắt. Chính là cái điện thoại này. Hai cậu ở lại, trông chừng cái điện thoại này, rõ. Tiệm lương thực Hạnh Phúc, Tùng Lâm Câu. Tư lệnh Hoàng, đi qua Tù Lâm Câu thì còn khoảng một tiếng sẽ tới được trấn Hồ Sơn. Được, gửi điện báo cho tham mưu Lý, nói ông ấy chuẩn bị sẵn. Tôi tới là sẽ thẩm vấn đối tội xương ngay. Rõ. Anh Kiệt, tư lệnh Hoàng đã tới Tùng Lâm Câu, còn hơn một tiếng nữa sẽ tới. Làm sao đây? Tên gọi điện tới giờ vẫn chưa lộ diện, Đồ Long cũng không có manh mối gì mới. Lỡ như đối thoại xương bị Đồ Long giết diệt khẩu thì tư lệnh Hoàng tới ăn nói thế nào đây? Tư lệnh Hoàng tới sẽ thẩm vấn đối thoại xương ngay. Sao lại gấp như vậy chứ? Tham mưu Lý, có thể mời tư lệnh Hoàng ăn bữa cơm, nghỉ ngơi một chút, để chúng ta có thêm thời gian bắt Đồ Long không? Chuyện này thì các cậu không biết rồi. Tối hôm nay bộ đội chủ lực chúng ta có một hành động quân sự quan trọng do giặc Nhật. Tư lệnh Hoàng lo phe bao phủ Quốc Dân Đảng lén giở trò, âm thầm cấu kết Nhật Ngụy, cắt đường lui của ta, rút củi đáy nồi, mượn dao giết người. Bối cảnh lớn như vậy à? Về trận này có thể dời lại đánh sau mà. Đây là chính trị, là để bảo vệ đại cục hai đảng hợp tác toàn dân kháng chiến, hiểu không? Vậy cũng không thể để bị đâm lén chứ. Nhưng bây giờ chúng ta không có chứng cứ, chỉ là nghi ngờ và lo lắng. Nếu tùy tiện thay đổi kế hoạch tác chiến sẽ bị người khác nắm cán, về mặt chính trị sẽ bị động. Vì thế tư lệnh Hoàng mới đích thân tới thẩm vấn đối thoại xương. Tên này chắc chắn biết rất nhiều nội tình. Hèn gì giặc Nhật và tên họ Phạm truy sát đối thoại xương như điên vậy. Thì ra là sợ bại lộ âm mưu. Nếu có thể xác minh được từ đối thoại xương thì chúng ta có thể kịp thời thay đổi kế hoạch tác chiến, đồng thời có thể vạch trần phe bảo thủ Quốc Dân Đảng, mượn cớ kháng Nhật để làm phản cộng sản, giành được sự chủ động về chính trị. Đã hiểu. Chúng ta tuyệt đối không thể để âm mưu của họ thành công. Alo, tôi là Thẩm Anh Kiệt. Họ Thẩm kia, anh đừng hòng bắt được tôi. Bớt giở trò với tôi đi. Các người bàn bạc xong chưa? Mối làm ăn này có làm hay không? Cho tôi một câu ngắn gọn đi. Tôi nói cho các người biết, Đồ Long tới không hình, đi không bóng. Không có tôi, các người không bắt được hắn đâu. Chúng tôi đồng ý hợp tác, nhưng mà giá anh đưa ra cao quá, hoàn toàn vượt ngoài khả năng của chúng tôi. Anh xem có thể giảm thêm chút không? Sự nhẫn nại của tôi là có giới hạn đó. Tôi nhường thêm một bước, một giá 1.000 đồng bạc. Anh đừng có kỳ kèo với tôi. Tôi cúp máy đi đấy. Nè, đừng có nóng mà. Làm ăn đều là bàn bạc mới thành mà, cũng phải có quá trình chứ. Với lại, một món tiền lớn như vậy, chúng tôi cũng phải xin chỉ thị từ cấp trên chứ. Đừng có kéo dài thời gian cho tôi. Tôi cúp đây. Khoan đã. Được, 1.000 đồng thì 1.000 đồng. Anh nói đi, chúng ta gặp nhau giao tiền ở đâu? Anh bỏ tiền vào tay nải. 15 phút sau tới cửa hàng quà khí ở phía Nam Trấn, trong đó có một cái điện thoại, đợi tôi thông báo. Nhớ lấy, chỉ được một mình anh tới. Nếu tôi phát hiện có mai phục thì tôi sẽ biến mất ngay. Các người đừng hòng biết được thêm nữa chữ về Đồ Long. Alo, alo. Lão Thái, chuyện gì vậy? Hắn gọi điện từ đâu chứ? Tại sao người của chúng ta mai phục không có phản ứng gì hết vậy?
Không thể nào. Có phải chúng ta để sót cái điện thoại nào không? Thầm mô Lý, ông lập tức chuẩn bị tiền để phòng bất chắc. Lão Thái, chúng ta đi. Tôi đi đâu tìm 1.000 đồng bạc chứ? Tôi xin ông đó không có thật còn không có giả à? Đụng cái tay nải lên, phía trên để một lớp đồng bạc thật là được. Dụ hắn ra, đi. Cuộc gọi lúc nãy gọi tới từ đâu vậy? Tôi không biết. Cha không ra. Cô cuốn cái gì vậy? Trưởng phòng thẩm, tôi đang muốn đi tìm cậu đây. Tìm tôi làm gì? Ở đây có trộm. Có trộm đó. Trộm ở đâu tới? Không rõ nữa. Tóm lại, trong kho bị mất đồ. Mất cái gì vậy? Mất một cái điện thoại và một cuộn dây điện thoại. Tôi hiểu rồi. Tên đó tìm một nơi lén lối dây gọi điện thoại. Hèn gì người của chúng ta không phát hiện được. Đi theo đường dây điện thoại, lục soát. Rõ, đi. Tất cả tập hợp. Tất cả tập hợp. Trưởng phòng thẩm lệnh cho chúng ta tìm kiếm đường dây điện thoại khu phía Tây Trấn. Chuyện gì vậy? Có một tên biết gốc gác của Đồ Long, muốn tống tiền chúng ta, còn trả giá cho trưởng phòng thẩm trong điện thoại. Khốn kiếp thật. Đúng là thừa nước đục thả câu. Chúng ta chỉ cần bắt được hắn, Đồ Long sẽ hiện nguyên hình. Xuất phát. Tất cả bên trái quay. Chạy bộ, chạy. Đồ Long tuy dự cảm được Phi Miêu sẽ bán đứng mình, nhưng không ngờ nguy hiểm tới nhanh như vậy. Bà ta nghĩ rằng qua thêm 1-2 tiếng nữa, khi ám sát được đối thoại xương sẽ cao chạy xa bay. Nhưng bây giờ không thể không trừ khử mối nguy hiểm cấp bách Phi Miêu này trước. Thế nào? Không có. Làm gì vậy chứ? Không biết nữa, leo cao quá, nguy hiểm ghê. Thế nào, có tiếng không? Vẫn không có. Tên đó kêu tôi tới cửa hàng ở phía Nam Trấn, giờ điện thoại. Đoạn đường dây này là gần đó nhất. Tôi đoán chắc sẽ là nơi hắn xuất hiện. Các ông ở đây, trông chừng thật chặt, đừng đánh trắng đồng cỏ. Đã hiểu. Tôi đi dụ hắn ra. Lần này nhất định phải bắt được hắn. Không được để hắn chạy nữa. Cậu yên tâm đi. Đồ Long nhận ra Thẩm Anh Kiệt nhất định là đang đi lạc với Phi Miêu. Chỉ cần theo dõi anh ấy là có thể tìm được Phi Miêu. Bà ta không thể ngờ rằng lúc này Phi Miêu đang ở ngay trên đầu bà ta. Người ta đợi anh nóng ruột quá. Nhẫn hả? Thật hay giả đó? Vậy sao? Em còn muốn một bộ xương xám nữa có được không? Với lại cả, cô à, tôi có việc gấp, cần dùng điện thoại một chút. Cái tên Tiểu Lưu lại mua cho vợ của anh ta một bộ sườn xám. Đẹp lắm, đẹp lắm. Em cũng thích, anh mua cho em một bộ đi. Có được không vậy? Cô ơi, có được không mà? Cô ơi, phiền cô nhanh một chút. Tôi đang đợi một cuộc điện thoại rất quan trọng. Anh gấp cái gì chứ? Tới đây là điện thoại của tiệm tôi. Tôi thích gọi bao lâu thì gọi. Anh quản được hay sao? Tên thần kinh, không có gì đâu. Hôm nay tôi quản đó. Đưa điện thoại cho tôi. Anh là ai mà cướp máy điện thoại của tôi? Anh làm gì vậy? Tôi là phòng an ninh, đang làm việc công. Cô đừng có tự đứt phiền phức. Đưa đây. Hắn tới rồi. Chuẩn bị. Khoan đã, đừng sốt ruột. Để hắn ổn định đã.
Alo, tôi là Thẩm Anh Kiệt, trưởng phòng thẩm. Anh quả nhiên giữ lời, đợi ở cửa hàng Hòa Ký. Có điều, tiền trong tay nải của anh là tiền thật hay tiền giả đó? Là thật hay giả thì phải đợi gặp mặt rồi tự tay kiểm tra chứ. Nếu đã nhìn thấy tôi rồi thì tại sao không dám lộ diện vậy, làm con rùa rụt đầu à? Bây giờ tôi đổi ý rồi, chúng ta đổi nơi khác gặp mặt. Anh lập tức tới quán trà Xuân Lai phía Tây Trấn. Trên đường đừng có giở trò, tôi sẽ trông chừng anh. Alo, hắn sắp dậy rồi. Ra tay, đứng lại, không được cử động. Bắt sống hắn. Đứng lại, đuổi theo. Đuổi theo. Đứng lại. Đứng lại. Gà của tôi. Bên này, nhanh. Tên tranh con, tôi xem cậu chạy đi đâu. Tên khốn, dám bán đứng tôi. Cô bất nhân, tôi bất nghĩa. Bây giờ chúng ta xem như hòa nhau. Nhảm nhí, khúc mắc giang hồ có quy tắc giang hồ giải quyết. Tôi ghét nhất quan phủ nhúng tay mượn dao giết người. Làm tôi cũng làm rồi, cô thế nào được? Vậy hôm nay tôi sẽ lấy mạng của cậu. Trưởng phòng thẩm, tên đó chạy tới đây rồi. Tôi đã tìm được hắn, ở trong con hẻm này. Bảo vệ con hẻm, rõ, nhanh. Come on.
Lão đại, bọn họ đuổi tới rồi. Cô đánh tiếp, cô cũng không giết được tôi. Vì bằng chúng ta lần sau đánh tiếp đi. Nhảm nhí, cậu đợi chịu chết đi. Cứu tôi với, Đồ Long đang ở đây, mau bắt hắn đi. Tên danh con, cậu chạy được mồng một, chạy không thoát 15 đâu. Làm gì vậy? Đang làm cái gì vậy chứ? Trưởng phòng thẩm, súng của hắn. Hắn tính làm gì vậy? Tớ súng cũng bỏ lại. Trưởng phòng thẩm, hắn chạy về bên đó. Ông dẫn người đánh bộc, tôi đuổi theo hắn. Được. Cướp xe kìa. Cháu có thích không? Cháu thích. Xin lỗi nha, mượn xe anh một chút. Anh làm cái gì vậy? Cho qua, cho qua, cho qua. Tránh ra, tránh ra, tránh ra. Tránh ra. Tránh ra. Ai bắn vậy? Không phải tôi nói bắt sống sao? Càng quấy. Báo cáo, chúng tôi đều là bắn lên trời. Còn thở, mau cấp cứu đi, nhanh lên. Nhanh, nhanh, nhanh lên. Đi, đi mau. Cẩn thận vết thương của hắn. Được. Trưởng phòng thẩm, trưởng phòng thẩm, xảy ra chuyện gì vậy? Bác Quách, sao bác ở đây? Tôi đi mua chổi, nghe tiếng súng nên tôi tới đây xem. Không cách rồi nói, tôi có việc gấp, đi mau. Khoan đã. Trưởng phòng thẩm, hắn đang nói gì đó? Nước. 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 Hắn muốn uống nước, mau lấy chút nước tới đây. Tôi đi. Anh tuyệt đối không được chết đó. Đồ Long anh còn chưa nói ra mà. Đồ Long là một phụ nữ. Là một phụ nữ. Đồ Long là một phụ nữ. Cô ta trông như thế nào? Trốn ở đâu? Đồ Long. Anh mau nói đi.
Nước, nước, nước tới rồi. Đây, 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 nước đây. Uống nước đi. Nước tới rồi. Chúng tôi đều là người tốt, là tới cứu cậu đó. Hắn sao vậy? Hắn chết rồi. Chết rồi. Đồ lông lại anh còn chưa nói, sao có thể chết chứ? A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Cái chết của Phi Miêu đã cắt đứt hy vọng cuối cùng để điều tra ra đồ lông. Muốn bắt được hoặc giết được đồ lông trước khi tư lệnh hoàng tới, triệt để loại bỏ sự uy hiếp tính mạng với đối thoại xương, xem ra rất mịt mù. Tên đó chết rất kỳ lạ. Tôi đã xem kỹ vết thương của hắn, miệng vết thương rất lớn, không phải do đạn bình thường gây ra đâu. Rất giống loại đạn nổ tự chế mà chúng ta điều tra được. Chắc chính là loại mà thợ rèn hồ làm cho đồ lông. Đúng vậy, chắc chắn không phải cho chiến sĩ chúng ta bắn. Nói mấy chuyện có ích gì? Tư lệnh hoàng nói tới là tới. Đồ lông tới bây giờ vẫn chưa bắt được. Chúng ta làm sao bảo đảm được chỉ huy và đối thoại xương an toàn đây? Ít nhất chúng ta đã chắc chắn được đồ lông là một phụ nữ. Là phụ nữ thì đã sao? Lẽ nào chúng ta điều tra hết toàn bộ phụ nữ trong trấn hay sao? Không kịp nữa rồi. Phải, tôi là đang suy nghĩ. Sở dĩ đồ lông ung dung ra tay như vậy, chắc chắn là rất rõ tình hình của chúng ta. Cô ta có khi nào vẫn luôn hoạt động bên cạnh chúng ta không? Cậu còn có cách gì dùng được thì mau dùng đi. Công tác an toàn ở đây do tôi và đại đội trưởng Trương phụ trách. Ông yên tâm, đây chỉ là chuyện. Mau đi đi. Lão Thái, chúng ta đi. Trấn Hồ Sơn. Nhà họ Lư. Tham mưu Lý, tiền tiêu của tư lệnh hoàng đã tới. Báo cáo tham mưu Lý, tư lệnh hoàng đã tới bến đò thượng, rất nhanh sẽ vào trấn. Cử chúng tôi tới liên lạc với ông trước. Đại đội trưởng Trương, lệnh cho binh sĩ cảnh giới tối đa, trước khi chỉ huy tới đảm bảo quét sạch tất cả chướng ngại. Rõ. Chọn cho tôi khoảng 10 chiến sĩ cao to tới đây tập hợp. Rõ. Tham mưu Lý, có vấn đề gì sao? Không có vấn đề gì. Căn nhà nhỏ này là do tôi lựa chọn tỉ mỉ. Tôi đã bố trí canh phòng ba mặt, phía sau là vách núi, một con đường chết. Tuy là không có ai ở đó, tôi vẫn sắp xếp lính gác lưu động, đảm bảo không có sơ suất. Dựa theo góc độ tên này trúng đạn, đạn chắc hẳn là bắn từ phía sau. Điểm bắn tỉa của đồ lông chắc chắn là hướng này. Lục soát kỹ cho tôi. Rõ. Tìm thấy rồi. Đi. Báo cáo trưởng phòng thẩm, phát hiện ra cái này. Quả nhiên hoàn toàn giống với vỏ đạn chúng ta phát hiện ở bãi tha ma. Ông già hồ hồ đó tự làm tự chịu, là gieo gió gặt bão. Sức sát thương của loại đạn nổ tự chế này rất lớn, chắc chắn là dùng để giết đứa thoại xương. Cậu nói nếu bị bắn một phát thì còn sống nổi không? Chị Dương, chị xem có đẹp không? Đẹp lắm. Cảm ơn tiểu Mẫn. Chuyện gì mà vui vậy? Tư lệnh hoàng sắp tới rồi. Tư lệnh hoàng tới thì có liên quan gì tới em chứ? Em nói chị nghe, người ba đã hy sinh của em trước đây là thư ký của tư lệnh hoàng. Tư lệnh hoàng thích em lắm, ông ấy nhất định rất muốn gặp em. Chị cũng quen thân với tư lệnh hoàng,
Lúc trước khi chị ở đơn vị, từng làm việc với tay của ông ấy. Con người ông ấy rất dễ gần. Vậy chúng ta đi thăm ông ấy đi. Được, đi thôi. Đi. Trưởng phòng thẩm, lúc nãy tên đó chết ở đây. Đáng tiếc, hắn chỉ nói được có một nửa. Đồ Long là một phụ nữ, chỉ thiếu có một chút thôi. Lão Thái à, ông có cảm thấy lúc tên đó chết biểu cảm rất kỳ lạ không? Đúng là có một chút. Lúc đó hoảng loạn không để ý. Bây giờ tôi mới nhớ lại, tên đó hình như đã thấy một thứ gì đó rất khó tin.那是我祭奠永远。